Hello, xin chào các bạn, mình là Minh Lâm. Hiện tại công việc chính của mình là Affiliate Marketer. Thì mình tiếp xúc với lại Affiliate từ cuối 2019, nhưng đến tháng 6 2021 mình mới tập trung hoàn toàn vào cái công việc này. Và chỉ còn một tháng nữa là bước sang năm 2023. Cho nên bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn những cái khoảnh khắc và những cái cột mốc đáng nhớ mà trong quá trình mình làm Affiliate ở 2022. Ok, action. Một năm tuyệt vời đã qua, người người lại cùng đón xuân đang về. Mùa xuân năm nay quấn quanh bên nhau, kể cho nhau nghe bao buồn vui. Hey, mọi người cùng chúc nhau tài lộc đầy nhà cháu.